Xin chào toàn thể anh chị em, quay trở lại với kênh YouTube của Dubeke. Ngày hôm nay em sẽ show cho anh chị xem một chiếc VF3 lên trang bị để chuẩn bị cho chuyến đi xuyên Việt nhé. Như anh chị có thể thấy thì đã được warp lên một bộ đề can rất là Sokute đúng không ạ? Thầy trò đường tăng. Đấy. Và đây là ba gương mặt tham gia chuyến đi xuyên Việt bằng chiếc VF3. Về cơ bản thì phía bên ngoài chỉ là warp lên một cái bộ đề can để tạo sự nổi bật hơn cho chiếc xe. Với đó nữa, đó chính là cái phần gương điện. Gương điện nó là một giải pháp cực kỳ là tiện lợi trong quá trình mà anh em vận hành, di chuyển. Thì ở trong những cái điều kiện trời mưa, ví dụ như anh em đang đi cái gương zin của VF3 ấy, không may mà bị va quyệt các thứ thì lại phải hạ kính xuống để điều chỉnh lại cái gương làm sao mà để cho thuận tiện trong quá trình anh em di chuyển quan sát nhất. Thì đây là một cái giải pháp cực kỳ là tiện lợi cho anh em đang chạy VF3 nhé. Rồi, ở bên ngoài thì cơ bản là chỉ như vậy thôi. Rồi, anh em mình cùng đi vào bên trong nhé. Xin lỗi anh chị một chút, bởi vì là chiếc xe này đang hoàn thiện những cái hạng mục cuối cùng để chuẩn bị cho chuyến đi xuyên Việt. Thì ở đây anh chị có thể thấy là chiếc xe này đã được bọc thảm sàn. Đây, thảm sàn lavo hai lớp. Một lớp bên dưới là sát với mặt sàn zin này, và một lớp dối phía trên để anh chị có thể dễ dàng tháo lắp và vệ sinh hơn. Rồi tiếp theo đấy là bộ sản phẩm màn ô đô của nhà em. Đây, bộ sản phẩm màn ô đô này thì em đã nói rất nhiều trong những cái video trước đây rồi. Nó hiển thị tất cả những cái thông số gì ở trên cái màn hình zin của con VF3. Và đặc biệt nó sẽ được tích hợp thêm cả hai bên cam cạp lề, giúp anh chị dễ dàng đánh lái, dễ dàng di chuyển và quan sát hai bên hông xe hơn. Rồi tiếp theo đấy là bộ sản phẩm AZ Cam. Không chỉ khi đi phượt mà trong tất cả những cái chuyến đi của anh chị đấy, nhưng trong những cái chuyến vận hành xe thì không thể nào mà thiếu được cái sản phẩm, đó chính là cam hành trình. Thì bộ sản phẩm AZ Cam này đã được tích hợp cả cam hành trình trước và cam hành trình sau. Và khi anh chị về số R, lập tức sẽ hiển thị vạch căn để giúp anh chị lùi chuồng một cách dễ dàng hơn. Đây, ở phía góc bên trái của ghế lái thì anh chị có thể thấy đây. Đây là một bộ sản phẩm U-Tour, cảnh báo va chạm và giữ làn. Đó, bộ sản phẩm này cực kỳ hay luôn, cảnh báo giới hạn tốc độ luôn anh chị em ạ. Anh chị em mà đang quan tâm đến dòng sản phẩm nào thì có thể liên hệ trực tiếp với đường dây hotline em để phía dưới phần mô tả, hoặc đến trực tiếp địa chỉ số 68 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội để trải nghiệm và lắp đặt sản phẩm nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.